viện kiểm sát, nói Học viện quân y cần Việt Á là điều không thể chấp nhận. Đối đáp với các bị cáo và luật sư bào chữa, đại diện viện kiểm sát chỉ rõ động cơ vụ lợi của Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, đồng thời bác bỏ quan điểm Học viện quân y cần Việt Á. Chiều ngày 28 tháng 12, Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội tiếp tục xét xử 7 bị cáo trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á và Học viện quân y. Sau khi các bị cáo và luật sư bào chữa nêu quan điểm, đại diện viện kiểm sát tham gia đối đáp nhằm bảo vệ lập luận của mình trong bản luận tội đã nêu trước đó. Trước đó, một số luật sư cho rằng Học viện quân y cần sự tham gia của công ty Việt Á để thực hiện đề tài nghiên cứu kit test COVID-19 vì đây là đơn vị có năng lực, đủ điều kiện được cấp phép sản phẩm trong trường hợp nghiên cứu thành công. Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, cũng cho rằng không đơn vị nào có kit test đạt chất lượng tốt như của Việt Á. Bị cáo tự tin nói cả nước cần Việt Á, thậm chí riêng về xét nghiệm, công trạng của Việt Á phải lớn hơn Bộ Y tế. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô Hà Nội cho biết, công ty Việt Á từng đi đăng ký lưu hành cho bộ kit do mình nghiên cứu, nhưng không được chấp nhận. Vì thế, công ty mới quay lại bằng cách tham gia đề tài nghiên cứu của Học viện Quân y, sau đó nghiệm thu giai đoạn 1. Để chứng minh, kiểm sát viên dẫn lời khai mà Phan Quốc Việt từng khai tại cơ quan điều tra. Theo đó, việc thừa nhận nếu doanh nghiệp tự đi đăng ký sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây là lý do mà Việt và Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ, phải tham gia đề tài, dù cả hai biết rõ công ty Việt Á có đủ năng lực nghiên cứu, sản xuất. Đại diện viện kiểm sát nhận định, quan điểm cho rằng Học viện quân y cần công ty Việt Á là không thể chấp nhận. Nếu cho rằng kit của Việt Á có giá trị thì giá trị này được đánh giá trên cơ sở của sự gian dối, kiểm sát viên nói. Phạm tội thời gian dài, không thể nói là tình thế cấp thiết. Luật sư của một số bị cáo cho rằng thân chủ phạm tội trong tình thế cấp thiết phòng, chống dịch, không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, đại diện viện kiểm sát chỉ rõ, việc mua bán kit test giữa công ty Việt Á và Học viện quân y diễn ra trong thời gian dài, bằng nhiều hợp đồng khác nhau, không còn là tình thế cấp thiết nữa. Các bị cáo đều lấy lý do công tác chống dịch cấp bách, nhưng dù cấp bách như thế nào thì cũng không thể thực hiện hành vi gian dối. Vì lợi ích cá nhân, lời kiểm sát viên. Đại diện viện kiểm sát cũng bác bỏ lập luận cho rằng các bị cáo không có động cơ vụ lợi. Bởi lẽ, Phan Quốc Việt tham gia đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhanh chóng được cấp phép kit test, từ đó đưa vào sản xuất và thu lợi bất chính. Với Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự, Học viện Quân y, bị cáo đã gian dối, cố tình vi phạm hợp đồng mà Học viện Quân y ký với Bộ Khoa học Công nghệ, giúp đề tài được nghiệm thu giai đoạn 1, là cơ sở để công ty Việt Á được cấp phép lưu hành. Ông Sơn còn được giao 2,8 tỷ đồng từ nguồn chi đề tài nghiên cứu. Bị cáo nhờ rất nhiều nhà khoa học đứng tên giúp, sau đó chuyển về cho mình, dùng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân. Tương tự, với Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó Bộ Khoa học Công nghệ từng khai rõ mình là người chủ động giới thiệu công ty Việt Á cho bị cáo Sơn, tạo mọi điều kiện để Việt Á tham gia, thực hiện đề tài. Những lời khai này phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà Viện Kiểm sát thu thập được. Không thể dùng sản phẩm của người khác để đánh bóng tên tuổi của mình. Ở phần tự bào chữa, cựu thượng tá Hồ Anh Sơn bày tỏ băn khoăn nếu ở hoàn cảnh như tôi. Trước chất lượng hai loại kit như vậy, một là do Học viện quân y nghiên cứu, một là do công ty Việt Á cung cấp, phóng viên, mọi người sẽ chọn cái nào, sẽ làm gì? Tranh luận câu hỏi trên, đại diện viện kiểm sát cho rằng, là một nhà quản lý, bị cáo phải có trách nhiệm xem xét, đánh giá mình có làm được hay không. Bởi lẽ, khi đề xuất đề tài và nhận lời trong vòng một tháng sẽ có sản phẩm, bị cáo phải có trách nhiệm, làm được thì mới nhận lời. Nhận ở đây không chỉ là nhận về lợi, mà còn sử dụng một số tiền rất lớn từ ngân sách, kiểm sát viên phân tích. Thế nhưng, tại thời điểm trên, cựu thượng tá biết rõ công ty Việt Á đang nghiên cứu kit test nhưng vẫn thống nhất với Phan Quốc Việt và Trịnh Thanh Hùng về việc cái nào có trước và tốt hơn thì sử dụng. Điều này cho thấy mục đích vụ lợi của các bị cáo, nghiên cứu hay không vẫn lấy số tiền gần 19 tỷ đồng từ ngân sách. Là nhà khoa học, bị cáo phải tôn trọng mình, tôn trọng sản phẩm khoa học của người khác, không thể coi kết quả nghiên cứu của chị Thủy, Hồ Thị Thanh Thủy, vợ bị cáo Việt, cũng là phó tổng giám đốc công ty Việt Á, phóng viên, là của mình, để đánh bóng tên tuổi và vụ lợi, kiểm sát viên nghiêm nghị nói.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.